Sóc Hàng Nhật xin chào các bác. Em hôm nay về tiếp được ba cái chiếc máy rửa bát hàng trưng bày đấu giá bên Nhật. Đợt này em làm các cái hàng cao cấp này để phục vụ các bác khách hàng kỹ tính. Tất cả các cái hàng cao cấp này thì em đều nhập qua cái kiểu dạng là hàng đấu giá trưng bày bên Nhật các bác nhé, chứ không nhập qua dạng hàng bãi. Để nhập qua dạng hàng bãi thì đối với những máy đắt tiền này về mình thì đa số đều là bị xước phần lưng. 10 con thì đến cả 10 con đều xước lưng hết. Nhưng mà riêng đối với cái hàng đấu giá này đi qua đường hàng không, các bạn đi qua đường hàng không nhé, chỉ mới bảo quản được từng con một, mỗi một con đóng vào một kiện hàng riêng. Đấy thì mới về được Việt Nam mình mới đảm bảo được đóng xốp đàng hoàng như là em đóng hàng em gửi đi cho các bác đấy ạ. Đấy cho nên nó mới bảo quản được về đến Việt Nam mình nguyên vẹn. Chứ còn như với những con máy đẹp như thế này mà mình lại gửi qua đường nhập qua đường container thì thật sự nó cũng rất là tiếc. Thì mặc dù bên Nhật thì nó rất là đẹp nhưng mà về đến mình thì vận chuyển, người Việt mình vận chuyển thì nó thật sự ra là nó cũng hơi ẩu một chút, rất là lãng phí. Cho nên là em nhập toàn bộ những cái hàng này qua đường hàng không. Đấy, hàng đấu giá bên Nhật, những cái máy này bên Nhật cũng không phải là nhiều người mua được đâu ạ, cũng khá đắt đỏ. Đấy, cũng tính ra cũng vào khoảng gần 20 triệu chiếc máy này chứ không phải là rẻ. Cho nên là về đến mình thì giá thành khi các bác dùng hàng bãi này với cái chất lượng thì vẫn gần như mới mà giá thành đi đã giảm đi được một nửa. Cũng rất là phù hợp với kinh tế người Việt mình. Một con máy bãi thì cái chất lượng của nó thì thật sự ra các bác là nó rất là bền. Máy Nhật nội địa thì rất là bền nhé. Đấy. Ở đây em có 3 con, một con TH2 ở phân khúc TH2 cao cấp hơn TH1 rồi. Đấy, toàn bộ các bác nhìn em quay chi tiết con TH2 này nhé. Tất cả mọi thứ đều chuẩn chỉ đẹp long lanh hết. Đấy, các cái phần lưng của bọn này thì không bao giờ, nếu mà nhập qua hàng đường hàng không ấy thì được bảo quản nó sẽ không bị xước sát đâu. Đấy, tức là về gần như là mới, dành cho tất cả các cái bác khách hàng mà siêu kỹ tính. Đấy. Đây. 2018 các bác nhé, đẹp long lanh luôn từ đầu đến đít. Phần lưng nó rất là đẹp. Nói chung là TH2 là cao cấp đấy ạ, là cái phiên bản nâng cấp của TH1. Em giới thiệu từng con một các bác công nghệ Econavi. Cái bảng điều khiển này của nó em sẽ cắm điện nhé. Cắm điện TH2. Các bác chờ chút nhé. Đây các bác ở cái TH2 đây, em cắm điện rồi, bật nguồn lên này. Toàn bộ số điện tử chữ này hết. Thì ở cái giao diện này nó thêm các cái số 1, 2, 3, khi các bác bật lên các bác sẽ thấy đây, 1, 2, 3 này nó là có các cái chế độ rửa lập trình riêng biệt này. Và đây cũng là Econavi, bật tắt rửa. Đấy, các chế độ rửa khác nhau. Về cơ bản nó vậy thôi, còn nút này là nút đây tạm dừng tắt này, bật ba chế độ rửa, thời gian sấy này. Đấy. Ở trong này thì về cơ bản thì nó vẫn giống TH1 thôi, không có gì. Bộ ống zin đi theo máy này. Đây các bác nhìn tất cả các ống của Nhật nhé, khi về Việt Nam mình đều không có cái đầu có 4 con ốc đâu. Các bác có thể mua một cái vòi xả tự do, các bác cài thẳng bi 4 viên bi vào. Hoặc là mình có thể mua một cái ống của Việt Nam mình 30-40 nghìn gì đó. Ống máy giặt ấy, ngay ống chung máy giặt mà. Các bác lấy cái đầu 4 con ốc vặn, tùy đấy, tùy. Đây, mới tinh. Gần như là máy này em về không dọn đâu ạ. Thực ra bên Nhật họ có dùng mấy đâu. Máy này về Việt Nam mình có phải dọn gì đâu ạ. Toàn hàng nó đấu giá nó đẹp sẵn rồi. Kể cả ống này các bạn nhìn nó vẫn mới tinh này cơ mà. Con này nó có thêm cái hộp này, em đoán thì chắc là nó để là rửa các cái đồ nhỏ, thìa dĩa nhỏ. Đấy, chắc là các cái đũa, cái thìa nhỏ. Hộp thêm, bộ đen này nó có thêm. Có cái thì chắc là nó vứt đi rồi, có cái này thì vẫn còn để. Đây là xếp 6 cái bát con này, 6 cái cốc. Đây là khay rác, khay rác bọn này thiết kế khá nhỏ. Đây, nói chung là một con máy này thì chả phải bàn nhiều về hình thức rồi ạ. Chất lượng thì lại càng không phải bàn. Tắt nguồn. Sang con TH1 đẹp long lanh như tiên. Toàn máy đẹp. Con này có cái màu rất là đẹp này, các bạn này nhìn rất là sang nhé. Đấy, đẹp chưa ạ?
Hình thức thì khỏi phải nghĩ rồi, nói chung bọn này phải bàn hình thức này. Đẹp lưng nhé. Bọn này thì nó sản xuất 2017. À con này là 2018 đây, con này có con này 2018 này. Đấy, mà con số 2 này, số 1 2018. Con này 2017. Bọn này nó sẽ sản xuất vào nửa cuối 2017 và nửa đầu 2018. Thế tức là nó sản xuất nửa cuối năm. Thì sang 2018, nửa cuối năm 2018 thì lại sang TH2. Tức là mỗi năm nó ra một model, nhưng mà nó tính từ nửa cuối năm trước. Đây, con này thì giao diện nó như thế này. Tắt đi bật lại con xe này. Đấy, sẽ chuyển cho các bác sang chế độ rửa tiêu chuẩn nhé. Đây, cái này rửa tiêu chuẩn này. Thời gian sấy đặt 30 phút thôi. Bấm một lần là nó nhớ. Lần sau là các bác cứ dùng là nó nhớ mãi thế thôi. Đấy, bật lên lại thì nó lại nhớ lại thế. Chỉ một lần bật là nó nhớ, lần dùng là nhớ. Đẹp quá, màu đẹp. Màu này trông rất là sang. TH1 các bác nhé. Đấy, về cơ bản thì 1 với 2 thì bên trong ruột nó cũng giống nhau thôi. Ống nó đẹp, ống zin thôi. Chả ống là có cái đầu kẹp nữa. Nội thất thì chung là khoa mới rồi. Con này còn có cả sách hướng dẫn sử dụng này. Người Nhật họ cẩn thận thật. Như Việt Nam mình thì về cái nó vứt ngay sách hướng dẫn đi rồi. Xem mình khi dùng. Xuất sắc. Quá đẹp ạ. Đây, sang tiếp con này. Đấy. Vậy thôi, con này thì em không cắm điện. Về cơ bản thì giống nhau hết. Ống, xe máy, ống. Gì? Đấy, bác nào đang có nhu cầu mua máy rửa bát thì các bác liên hệ nhé. Ở hiện tại thì em vẫn bán giá như thường lệ thôi. TH1 thì bán 9,9 triệu, còn TH2 bán 10,9 triệu, 10,9 triệu và 9,9 triệu, chênh nhau 1 triệu. Các bác nào lấy các bác liên hệ nhé. Máy được bảo hành 1 năm. Chào các bác. Các bác lưu ý là hàng Nhật này điện 100V nhé. Giá chưa phí vận chuyển và chưa có biến áp đi kèm đâu ạ. Chào các bác.